vợ Bình Minh gợi cảm, sang trọng bên chồng kỷ niệm 15 năm cưới. Bình Minh, anh thơ khoe loạt ảnh tình tứ và dành lời ngọt ngào cho nhau nhân dịp kỷ niệm 15 năm về chung một nhà. Trên trang cá nhân, Bình Minh, anh thơ đồng loạt khoe bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc tình cảm giữa hai người trước khi tham gia một sự kiện. Cặp đôi trải lòng về cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm. Bình Minh viết trên trang cá nhân, kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Nhanh thật nhanh. Mới đây mà đã 15 năm bên nhau và cùng tạo ra một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn bà xã vì đã luôn tôn trọng đam mê, sở thích, ủng hộ cho những công việc anh đã chọn trong ngần ấy năm, mặc dù chúng ta xuất phát từ những điểm khác nhau. Tuy vậy mình vẫn có thể thông cảm, chia sẻ và bổ sung cho nhau để đi cùng nhau trên con đường dài này nhé. Chúc bà xã mãi luôn xinh đẹp thế này. Anh thơ chia sẻ, kỷ niệm 15 ngày cưới. Một chặng đường không phải quá khó nhưng cũng không phải dễ xíu nào để nắm tay nhau cho hai kẻ đều năng động, có những đam mê, sở thích và con đường sự nghiệp của riêng mình, có background và cách suy nghĩ khác nhau đến nỗi hai đứa con vẫn thắc mắc sao ba mẹ có thể hợp nhau hay vậy. Ừ thì vậy đó, khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, giúp nhau hoàn thiện những phần còn thiếu của bản thân, để hai mảnh ghép cộng thêm hai mảnh được tạo ra sau này thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhỉ? Bà xã Bình Minh ngày càng trẻ sau 15 năm kết hôn. Anh thơ là doanh nhân, hơn Bình Minh 4 tuổi. Vợ chồng Bình Minh tay trong tay xuất hiện tại nhiều sự kiện. Cặp đôi châm diện đồ đồng dịu mỗi khi xuất hiện. Bình Minh sánh đôi cùng bà xã anh thơ tại một chương trình thời trang cách đây không lâu. Vài năm trở lại đây, Bình Minh tập trung kinh doanh. Anh được bà xã doanh nhân hỗ trợ, ủng hộ hết mình trong công việc.